Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị, vào sáng Chủ nhật, sự cố lở núi tại khu công nghiệp Liễu Khê thuộc quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã vùi lấp nhiều nhà cửa. Bùn đất từ sườn núi đổ xuống vùi lấp khoảng diện tích hơn 150.000 m² khu công nghiệp. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc đại lục, diện tích khu bùn đất ở sườn núi trút xuống vào khoảng 430.000 m², tương đương gần 60 sân bóng đá. Độ dày vùi lấp khi trút xuống cao đến hơn chục mét và làm chôn vùi 40 tòa nhà. Tính đến 15 giờ 30 phút chiều Chủ nhật, có 96 người mất tích. Trên thực tế, sự cố này không phải do thiên tai mà là nhân họa. Trong tình hình không có động đất mưa to nhưng cả một khu bùn đất rộng lớn trên sườn núi bất ngờ trút xuống, vì thế sự cố này đặc biệt không bình thường. Được biết, khối núi trút xuống này không phải núi tự nhiên mà là núi nhân tạo do các loại đất tạp tích tụ lâu ngày hình thành. Bộ Tài nguyên Quốc gia đã thừa nhận vấn đề này khi xác định khối núi đổ xuống là đống đất nhân tạo. Trước đây nó trụ lại vì không có độ trượt. Nơi sườn núi đổ xuống trước đây vốn là hiện trường khai thác đất đá bị bỏ hoang. Gần năm qua, khu hầm mỏ khổng lồ do hoạt động khai thác đất đá để lại đã biến thành nơi tích chứa bùn đất. Theo phân tích của chuyên gia phụ trách địa lý và môi trường, tuy hôm sự cố xảy ra có một cơn mưa, nhưng về lý luận, cơn mưa này không đáng kể để có thể làm lở núi. Nguyên nhân chính là do đống đất phế liệu tích tụ lâu ngày và chất lên quá cao và không có hệ thống phòng hộ nào trụ giữ khối đất khổng lồ này. Do vậy, vị trí lở xuất phát từ nơi khá cao, khi trút xuống với khối lượng lớn nên sức phá hủy nặng nề. Theo tính toán, khối đất trút xuống khoảng 120.000 m³. Trên thực tế, những sự cố tai nạn do nhân họa đang xảy ra ngày càng nhiều tại các thành phố lớn ở Trung Quốc đại lục. Tiêu biểu như vụ nổ ở Thiên Tân vào tháng 8 năm ngoái, vụ đám đông dẫm đạp nhau ở Thượng Hải trong ngày Tết. Người chết đuối do mưa lụt ngay trong nội thành Bắc Kinh, báo động đỏ do sương mù ô nhiễm và người dân tại nhiều thành phố không lạ gì với tình trạng khi đi bộ có thể bị rơi xuống cống nước bất cứ lúc nào. Những loại nhân họa kỳ lạ này nếu trước đây chỉ thấy trong phim ảnh thì bây giờ đã thành hiện thực ở Trung Quốc đại lục. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây ở nhiều tỉnh trên đất liền đã xảy ra gió giật mạnh, mưa to và mưa đá. Trong đó, gió mạnh cấp 12 xảy ra cục bộ ở Nhạc Dương, Hồ Nam, làm sập một số ngôi nhà. Quý Châu trải qua mưa đá 13 ngày liên tiếp kể từ tháng trước. Điều hiếm thấy trong cùng thời kỳ trong lịch sử, mưa lớn ở Thiểm Tây khiến tường gạch đổ sập nhà, 3 người bị vùi lấp và tử vong. Hồi đầu tuần, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương cho biết, thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh, mưa đá và mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi của tỉnh Hồ Nam. Gió mạnh từ cấp 9 trở lên phổ biến ở khu vực Hồ Động Đình, trong đó các thị trấn Trung Châu, Mạ Đường, Tân Khai và Ngọc Khẩu ở huyện Nhạc Dương, một cơn lốc xoáy đạt cấp 12 vào tối Chủ nhật. Ở một số nơi, nhà cửa bị sập hoặc bị hư hại và khu vực nông nghiệp, các nhà kính bị hư hại, cây gãy đổ. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quý Châu tiếp tục đưa ra dự báo dông, mưa đá, gió giật và mưa dông vào ngày Chủ nhật, đồng thời chỉ ra rằng Quý Châu đã có 13 ngày mưa đá liên tiếp, điều hiếm thấy trong cùng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, vào khoảng 16 giờ chiều Chủ nhật, do trời mưa liên tục nên bức tường gạch của một nông dân ở tọa độ 213 km+700 m trên tuyến Gia Ô thuộc thôn Tân Gia Bình, trung tâm dịch vụ tiện ích Gia Ô, huyện Gia Tiên, tỉnh Thiểm Tây đã đổ sập, chôn vùi một số người đi đường. Mọi người bị mắc kẹt và sau đó 3 người được giải cứu và 3 người còn lại đã chết sau khi giải cứu thất bại. Thời gian gần đây, nhiều nơi trên đất liền có gió mạnh, xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá. Ví dụ, vào tối ngày thứ Bảy, Vũ Hán, Giang Tô, Thượng Hải và An Khánh đều gặp thời tiết khắc nghiệt như vậy. Trong đó, lốc xoáy mạnh cấp 9 xuất hiện tại quận Kaidian, thành phố Vũ Hán khiến 6 người mất liên lạc và 41 người phải đi cấp cứu. Thị trấn Thịnh Trạch, Tô Châu, tỉnh Giang Tô bị lốc xoáy tấn công khiến 1 người chết và 21 người bị thương. Thưa quý vị, cơn bão mạnh số 4 đã tàn phá miền Đông Trung Quốc. Theo thống kê chưa chính thức, đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Hiện tại, bão số 4 đang hướng tới Đài Loan và Hồng Kông, dự kiến sẽ quay trở lại cập bến Quảng Đông vào thứ Sáu. Bão số 4 đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang phía Đông Trung Quốc vào khoảng 11 giờ đêm thứ Tư, mang theo những cơn bão và mưa lớn tương đương với cơn bão Haiyan năm 2013, khiến 7.350 người thiệt mạng. Các nhà chức trách đã đưa ra mức cảnh báo bão cao nhất cho 6 tỉnh. Thông tấn xã Trung ương đưa tin, các quan chức của Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, theo báo cáo có 17 người thiệt mạng. Báo cáo sơ bộ cho biết,
Trong số 17 người có 5 người bị cây gãy đè trúng, 2 người bị thương trong căn lều tạm bợ, số còn lại tử vong do sạt lở đất. Cơn bão mạnh số 4 đã tàn phá phía đông Trung Quốc. Theo thống kê chưa chính thức, đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Các nhà chức trách cho biết cơn bão số 4 đã càn quét qua các ngọn núi và các làng nông nghiệp ở phía bắc Luzon trong đêm, gây thiệt hại trên diện rộng và giết chết ít nhất 10 người trong các vụ lở đất. 2 người trong số họ đã bị chôn sống trong một trận lở đất tại nhà của họ khi đang ngủ. Mặt khác, hơn 90.000 người đã được sơ tán đến các trung tâm sơ tán tạm thời trước khi cơn bão đổ bộ. Hơn 3.500 hành khách đi thuyền bị mắc kẹt tại cảng, ít nhất 14 chuyến bay nội địa bị hủy và các lớp học đã được công bố vào thứ Năm, bao gồm cả ở Hàng Châu. Mưa to gió lớn do bão số 4 mang đến đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường quan trọng không thể đi qua do sạt lở đất hoặc cây đổ. Sức mạnh của bão số 4 có thể so sánh với cơn bão Haiyan năm 2013. Nó đổ bộ từ phía đông bắc đảo Luzon lúc 11 giờ đêm qua. Rất may, sức mạnh của nó đã yếu đi và rời Trung Quốc lúc 17 giờ chiều thứ Năm và đi vào Biển Đông. Nó dự kiến sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển của tỉnh Quảng Đông gần Hồng Kông vào trưa hôm nay. Bão số 4 có thể trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Quảng Đông trong cùng thời kỳ lịch sử. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão màu cam hôm thứ Tư. Dự kiến chiều thứ Sáu, bão số 4 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Chu Hải đến Sán Vĩ và sẽ đổ bộ trực diện vào các khu vực ven biển của Quảng Đông với sức gió có thể đạt cấp 14. Bị ảnh hưởng bởi bão số 4, sẽ có mưa lớn ở phía đông Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang vào thứ Sáu. Mực nước trên bờ sẽ dâng cao từ 0,8 đến 1,5 mét và xảy ra một lần trong 10 đến 20 năm. Cơn bão dữ dội đang tiến đến Hồng Kông. Cathay Pacific Airways đã đưa ra cảnh báo vào đêm qua, dự kiến các chuyến bay đến và đi từ Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng đáng kể vào ngày mai và ngày kia. Cathay Pacific Airways đã đưa ra thông báo tới hành khách, trong đó nêu rõ hãng đang theo dõi chặt chẽ khả năng ảnh hưởng của bão số 4, nhưng đồng thời cho biết tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, đồng thời kêu gọi hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi khởi hành. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 4, các chuyến phà giữa Hồng Kông và một số khu vực ở đồng bằng Châu Giang đã bị đình chỉ từ 3 giờ chiều. Các địa điểm bị đình chỉ bao gồm Giang Môn, Chu Hải, Xà Khẩu ở tỉnh Quảng Đông và Liên Hoa Sơn ở Quảng Châu. Tất cả các dịch vụ phà chở khách giữa Hồng Kông và các thành phố khác ở châu thổ sông Châu Giang đã bị đình chỉ vào ngày thứ Năm. Tại Đài Loan, do sự tương tác giữa vùng ngoại vi của bão số 4 với gió Đông Nam và địa hình, vào thứ Năm và thứ Sáu, lượng mưa lớn nhất sẽ xảy ra ở Đài Đông, Bình Đông, bán đảo Hàng Xuân, Hoa Liên và Nghi Lan. Tiếp theo là vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Nam, các khu vực khác bị ảnh hưởng nhẹ. Thứ Bảy và Chủ nhật, gió Nam sẽ chuyển hướng sang Đài Loan, khu vực Đông Nam Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa, các khu vực khác trưa chiều khả năng có mưa kém ổn định hơn. Đợt front tiếp theo sẽ đến vào tối Chủ nhật tuần sau hoặc sáng thứ Hai tuần sau. Ngày Chủ nhật thời tiết sẽ thay đổi, front sẽ di chuyển về phía Nam vào thứ Ba tới. Thời tiết nhiều nơi sẽ cải thiện, chỉ có mưa vài nơi nửa phía Đông. Thứ Tư và thứ Năm tới, thời tiết sẽ ổn định, nhiều mây đến nắng. Thưa quý vị, tuần qua nhiều nơi ở Bắc Kinh và Hà Bắc xuất hiện tuyết rơi dày đột ngột hiếm gặp. Vào buổi tối ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô đột nhiên có gió lớn, cát đá bay tứ tung, gió mạnh cuốn khắp đường phố mang theo đủ loại đồ vật bị thổi bay. Tất cả cây cối trên một con phố đều bị gãy và chiếc xe bị thổi bay. Được biết, sức gió tối đa là cấp 14, sau gió mạnh lại có mưa đá. Theo báo cáo của truyền thông đại lục, vào tối thứ Bảy, do ảnh hưởng của xoáy lạnh Đông Bắc, gió cực đoan ở Liên Vân Cảng, Diêm Thành, Hoài An, Dương Châu, Thái Châu, Nam Thông, Trấn Giang và Thường Châu ở Giang Tô đạt cấp 9 trở lên, và gió cực mạnh ở tập đoàn Tam Hiễu, thị trấn Tam Nghiêu, huyện Thông Châu, Nam Thông đạt cấp 14. Đoạn video trực tiếp cho thấy, vào buổi tối hôm đó, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô đột nhiên có gió lớn, cát và đá bay tứ tung. Trong video, một tấm biển quảng cáo cực lớn bị gió thổi bay, quật ngã người đàn ông đi xe đạp bên đường và đè bẹp dưới tấm biển quảng cáo. Tất cả những cây lớn trồng trên một con phố đều bị gãy ở giữa. Một đoạn video khác cho thấy khu vui chơi dành cho trẻ em phía trước Ngô Việt Plaza ở thành phố Nam Thông đã bị gió mạnh thổi bay. Nhiều bậc cha mẹ đang tìm kiếm con cái của họ trong cơ sở bị sập. Gió giật mạnh, nhiều mảng biển quảng cáo bị thổi bay, đè trúng ô tô trên đường, chiếc xe bị gió thổi lật, toàn bộ mái che trên nóc bị thổi bay, đập vào những chiếc xe trên đường tạo nên một đống hỗn độn. Sau cơn gió mạnh, mưa đá lại rơi xuống và tiếp tục đập mạnh. Ngoài Giang Tô, trong ngày, nhiều nơi ở Bắc Kinh và Hạ Bắc cũng bất ngờ xuất hiện tuyết rơi dày đặc.
Theo thông báo khẩn cấp quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh dự đoán sẽ có mưa nhẹ ở khu vực địa phương vào thứ Bảy. Nhưng tại thị trấn Đông Cung và làng Lagu, quận Trường Bình, Bắc Kinh, thay vì những hạt mưa, những bông tuyết trắng lại rơi xuống. Ngoài ra, tại làng phía đông của thị trấn Puhua, Phong Sơn, Bắc Kinh, tuyết rơi cũng xảy ra, toàn bộ ngọn núi bị tuyết bao phủ. Theo các báo cáo, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Kinh ở phía Bắc Đồng bằng Hoa Bắc chỉ vào khoảng 10-12 độ, trong khi nhiệt độ ở Trương Gia Khẩu, Hạ Bắc, nơi có độ cao lớn hơn đã giảm xuống khoảng 0 độ. Đây là thời điểm Trung Quốc bước vào mùa hè. Từ ảnh chụp màn hình của video có thể thấy sân thượng hoa ở Đông Cung, thị trấn Puhua, Phong Sơn, Bắc Kinh đã là một thế giới trắng xóa và không hề có bóng dáng của mùa hè. Tuyết cũng rơi ở Mentougou, quận Trường Bình và quận Diên Khánh ở Bắc Kinh và tuyết bắt đầu tích tụ trên các ngọn cây và thậm chí cả ô tô. Cư dân mạng cho biết tuyết trắng kết hợp với những ngọn cây vốn đã xanh tươi và những bông hoa anh đào đang nở rộ, cảnh thật đẹp. Cùng ngày, tại Trương Gia Khẩu, Hạ Bắc, một số cư dân mạng cũng chụp được cảnh tuyết rơi dày đặc, những chiếc ô tô đậu bên đường bị tuyết bao phủ hoàn toàn. Cư dân mạng bình luận trên Weibo, không phải là mùa hè sao? Tại sao tháng 4 vẫn có tuyết? Tuyết, mưa đá ở Sơn Đông, điều gì đang lặng lẽ đến, là niềm vui hay đau khổ? Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.